Trước mắt các bạn anh em, Thành Nguyễn đang test một bộ hát karaoke và nghe nhạc đẳng cấp chuyên nghiệp. Với bộ này, Thành Nguyễn sử dụng trên cơ hình những thiết bị âm thanh nổi tiếng đến từ Mỹ thôi nhé. Một đôi loa vô số 472A, bass 30, tép bướm to, mộng và con nẻ crown, mắc có tách 1200, một chiếc vang S700. Mời bác nghe một bản karaoke 61.500 anh nhé, tổng bộ. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều giống lắm hà, nổi tiếng đi qua, thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới, đành viện cho tôi, nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường đi, nằm trên đất nặng, em trong hai hồn, tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người nâng lĩnh phố, viết bởi câu ca, vì tiền hay tiền ma. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không tôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, yêu lên bằng đêm nằm miền xa, trời cao ơi nhá. Và hãy chấm cho chân thành và anh Nguyễn một like để xuất ra những bộ hát hay này và vừa tập tiền luôn nhá. Đấy, cổ vũ cho chân thành và anh Nguyễn, quá tuyệt vời luôn. Ngoài bấm đi rồi đốt lửa đêm đen, tập đàn thay tiếng em, đúng rồi, sang trọng đẹp mắt vào, cực đẹp mắt luôn. Với cái thiết kế và cấu trúc bộ này, nó mang một tính chất dân tộc quá nhá, hơi cổ xưa và hiện đại. Trong cấu hình này các bác có thể nghe nhạc và trưng bày thì không chê được. Nó có ba giá trị: trưng bày, nghe nhạc và hát karaoke nhá. Đảm bảo chất âm ra sạch sẽ, đều đặn, chi tiết. Những thương hiệu nổi tiếng, nó tăng cái giá trị chơi cũng như giá trị đẳng cấp của người dùng quá nhá. Một đôi 4722A, crown 12 và S700. Lần tiếng CB, chứ chẳng mấy chuyện làm một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, tình yêu nếm bằng lời. Đêm nằm biển xa, trời cao đất hạ, nên lý là nên viết văn chương gom tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tập đàn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tập đàn thay tiếng em. Quá tuyệt vời nhá, bây giờ là bản test về nhạc nhá, hay lắm, hay thật, nó mới nghe chưa này. Và nghe tiếng bass, tiếng tép và tiếng chung nó thổi nhá, cực hay, đẳng cấp, chuyên nghiệp, một bản nhạc Việt Nam, một màu sắc Việt Nam và kiểu nhạc Việt Nam, con người Việt Nam nhá, màu sắc Việt Nam. Người đừng nghĩ tôi bao đau.
phê và hay là có thật vâng nhé. Phê và hay là có thật, đẳng cấp là có thật vâng. Trong cái hình này có tổng giá là 61.500.000 đồng. Và bác thấy cũng cái bộ đẳng cấp và hay này, bao bác phòng từ 10m cho 35m2 là đảm bảo. Và hay về tiếng bát, chất về giải ca và ngọt về chu âm nhá. Loa 4722A đẹp như mới luôn. Đấy, nhìn này, thiết kế hầm hố vân quốc và cô điện. Bướm rất to, bướm đầy nhá. Như là thích bướm thì có bướm này đúng là hợp lý nhá. Mọng, bướm mọng thôi nhá. Bướm mọng ngồi luôn. Bát này có râu riêng. Trên là bướm, dưới là râu riêng nhá. 4722A 4 số. Một Crown Macotech 1002, tôi này giá trên 30 nhá. Con đẩy này là giá 16 triệu, 24 giọt sắt, một chiếc vàng cua F700, một lưng tiếng có cọc quang Bluetooth hiện đại nhất bây giờ, cao cấp nhất bây giờ, một quả lưng tiếng nguồn công ty LMRO, một mic thương hiệu 55 và lớn, đảm bảo hát đọc mũi được bao nhá, nhẹ nhàng. Tổng giá là 61.500. Có nhu cầu mua lẻ hãng được, mua chọn gói được bao nhá, lắp đặt tại nhà luôn. Anh Nguyễn cầu cho bác theo dõi video nhá.